Quý vị lớn rồi, lớn hết rồi. Tôi cũng già rồi, chúng ta già hết rồi. Hơi già, lớn hết rồi, tự chăm sóc lấy mình. Hướng vào bên trong, nỗ lực tu hành. Mỗi ngày phải cầu nguyện, cầu lực lượng của vũ trụ giúp đỡ. Để mình không quên tu hành. Không hướng ra bên ngoài tìm kiếm vật chất, không dựa dẫm bên ngoài. Càng dựa vào bên ngoài, càng muốn mau thành Phật, thì sẽ bị ma phỉnh gạt. Muốn mau chóng thành Phật thì cũng là một kiểu tâm danh lợi, hay muốn làm minh sư đi ra giảng pháp cho người ta sùng bái này kia. Chà, thì càng gay go hơn nữa, tâm danh lợi càng tệ hơn, sẽ bị ma gạt gẫm. Ma sẽ ở bên cạnh thì thầm bậy bạ. Rồi quý vị cho là mình đã là gì đó, cảnh giới thứ 9, cảnh giới thứ 10. Không nên như vậy, phải từ từ nhé. Hơn nữa, phải thật sự tu hành, phải khiêm nhường từ bên trong. Đừng tự cho rằng mình là ai đó. Nếu quý vị cho rằng mình là ai đó thì chứng tỏ quý vị chẳng là ai cả, hiểu không? Vậy là không đúng. Phải hết sức cẩn thận nhé. Cầu lực lượng chân chính giúp đỡ, cầu sư phụ bên trong giúp đỡ. Đừng để mình bị ma nhập hay bị ma phỉnh gạt. Bởi vì tu hành ít sẽ dễ bị ma gạt. Thế giới chúng ta rất gần cảnh giới Atula. Nên những linh hồn đẳng cấp thấp này rất dễ qua lại với chúng ta, gạt gẫm chúng ta, dẫn chúng ta đi sai đường. Phải cẩn thận nhé. Ok. Đừng cầu danh lợi, đừng cầu làm minh sư gì hết. Nếu có mệnh làm minh sư, thì quý vị sẽ chạy không thoát được. Thật đó, tôi có chạy được đâu. Tôi vốn đã không muốn có bất kỳ liên hệ gì với thế giới này, ngay cả quý vị. Tôi cũng không muốn có liên hệ gì hết, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc của mình. Tiền bạc, danh lợi, tốt, xấu, tất cả tôi vốn không màng. Không màng, không để tâm. Ai nói tôi tốt, xấu, thật sự tôi cũng không để ý. Nhưng rốt cuộc vẫn bị quý vị kéo lại.